Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cái hàng 85. Đó, hàng cây đang nở 1-2 bông, 85.000. Đó, loại này nó hơn cây 75 một chút, bởi vì cây thì nó to hơn xíu. Đó, hoa thì đẹp, nụ đẹp. Đây, mọi người nhìn bộ lá các kiểu của nó, nhìn rất thích. Trên tay em là màu hồng phấn, 85.000. Cây đang có hai ngồng nhá. Đấy, cây nào cũng đang có hai ngồng. Cây thì nó to đẹp, nụ nhiều, hoa nhiều. Đấy, mình chơi thoải mái 2-3 tháng luôn, riêng năm nay. Tiếp đến là cái màu trắng nhị đỏ này. Màu trắng nhị đỏ, cây cũng rất là đẹp. Đây, nụ hai ngồng đều nhau như thế này. Màu hoa rất đẹp nhá. Đấy, màu hoa sáng và đẹp cực kỳ luôn. Đa số là chưa nở, đấy, chuẩn bị nở một bông. Đây, nó cứ chúm chím như thế này, hai ngồng này. Đấy, bắt đầu nở một bông, giá 85.000. Tiếp đến là màu cuối cùng là anh đào. Anh đào này thì nó hết cây rồi. Đó, chỉ còn một vài cây thôi. Và những cái cây này nó cũng có một ngồng. Đó, một ngồng hoa. Đổi lại một ngồng thì tay và nụ nó rất là nhiều hoa nhá. Đấy, nụ sai chi chít đây. Mọi người nhìn cái cành này này. Một ngồng thì mình nhìn nụ nó rất là khủng khiếp. Phân tay phân cành mà. Đó, cũng giá 85.000 nhá. Anh đào này chỉ còn khoảng chục cây thôi. Ba màu này đồng giá là 85.000. Ngoài ra các bác có thể mua những cái màu khác ấy, với giá là 75.000. Đấy, ví dụ như màu tím này, màu vàng này, đây vàng này hai ngồng cũng rất là đẹp. Đó. Kém cây 85 một xíu. Đây, vàng này cũng 75.000 này. Đó, cũng khá là đẹp. Và một số màu ở trên kia rất là nhiều nhá, 75.000. Những cái hàng này 75.000 thì em có quay video rồi. Em có đăng những cái mặt hoa lên hết rồi. Đấy, hồng đào rồi vàng nhị trắng rồi là xanh táo, họa mi rồi các kiểu nhiều lắm. Đó, hoa đại thì ở bên kia nhá. Trắng to các kiểu bên kia nhưng chỉ bán tại vườn thôi, trắng to tím to các kiểu. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhá. Em chào mọi người.